Kính thưa tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại Nam, xin kính thưa tiến sĩ Lương Cao Đông, Hiệu trưởng trường Đại Nam, xin kính thưa các thành viên hội đồng trường, xin kính thưa các thành viên hội đồng trường và kính thưa ban giám hiệu, xin kính thưa tất cả các thầy cô và các đại biểu, xin đặc biệt kính thưa các bạn sinh viên, cho tôi được bày tỏ hai cái cảm xúc. Một là rất hãnh diện, rất vinh dự, rất cảm động được trường tin tưởng cho góp một tiếng nói vào cái ngày vui của trường, của các bạn sinh viên. Và cảm xúc thứ hai là với tư cách một phụ huynh thì cực kỳ là thú vị, cực kỳ là hãnh diện và cực kỳ là tự hào khi mà tôi coi như các bạn là các bạn sinh viên là một đứa con của tôi. Và nhìn các bạn trưởng thành ở cái bước mà đã vào được trường thì xin hân hoan chào đón các bạn và chia vui với các bạn. Và rất là cảm kích khi mà tôi được góp một tiếng nói ở trong cái ngày vui của ngày hôm nay. Và cái chủ đề tôi muốn chia sẻ với các bạn sinh viên cùng với các thầy cô ở trong cái ngày hôm nay, đó là cái chủ đề mà tôi viết lên đây cho nó sinh động này. Đó là học đại học và cái sự học đại học. Biết bao nhiêu ý kiến bàn về cái này, nhưng mà trong khuôn khổ của chương trình, để đảm bảo được kết cấu của chương trình thì xin chia sẻ một cách ngắn gọn như sau. Cái nội hàm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ trong cái bối cảnh của đại công nghiệp 4.0, trong bối cảnh của một nền kinh tế chuyển từ bình lặng sang co cụm, rồi nó chuyển sang cạnh tranh, và những ngày hôm nay bối cảnh xã hội đó là một cái nền kinh tế có tính hỗn loạn. Hỗn loạn ở đây là do các bối cảnh của thị trường nó hỗn loạn, là thuật ngữ, chứ không phải là một cái hỗn loạn ở cấp chính phủ, hoàn toàn không đúng. Vậy thì con người ta nó phải thích nghi. Luận điểm số 1 tôi muốn nói là sự đòi. Nó đòi con người muốn tồn tại thì nó thông qua 6 cái chỉ số. Nhưng mà nói thế nó nhiều quá. Vậy thì xin thưa các bạn, nó đòi mấy cái thứ thế này, các bạn hãy tin tôi. Nó đòi cái số 1, muốn tồn tại được, thì đây là con nhím. Nó có 3 cái cụm lông, cho nên nó không bao giờ diệt vong. 1 là biết mình, 2 là biết ta, và 3 là biết bối cảnh. Đấy, rất ngắn gọn tôi nói như vậy. Thì khi đó bạn sẽ trở thành cái con nhím ở giữa này. Đó. Và nếu bạn thiếu một trong những cái này thì bạn sẽ trở nên con nhím bị thiếu cái lông và chắc chắn không tồn tại được. Và để phân tích cái mô hình này hơi dài dòng, nhưng với trình độ các bạn thì tôi nghĩ các bạn hiểu được. Thì đấy là cái ý 1. Cái ý số 2 mà xã hội nó đòi, đó là biết mình, biết ta, biết bối cảnh. Thì ở trong cái biết mình, thì mình phải có cái gì? Nếu không có cái gì thì so với bối cảnh và so với ta, đừng so nữa. Thế thì nó đòi cái anh mình này này là phải có những cái sau đây. Cái số 1 là nó đòi anh phải đạt được mức tư duy. Và người ta đã trải qua trong lịch sử, cường độ cạnh tranh nó thấp, thì giai đoạn 1 người ta tư duy bằng cách không tư duy gì cả. Của cải thì đầy nhóc, mà con người thì lại ít, có 2,5 tỷ người trên trái đất thôi. Cho nên cần gì tư duy, móc cá có cá, ra hái có lúa. Nhưng mà rồi của cả hết, con người thì tăng. Cho nên để tồn tại nó mới đòi là phải có tư duy, kinh nghiệm.
của cải sẽ rơi vào cái trạng thái cái anh có kinh nghiệm, cho nên sống lâu đến lão làng xưa rồi, bởi vì anh kinh nghiệm, cái não của anh ấy nó giống như là cái quần jean bị rách ấy, nó lỗ chỗ nó thủng, cái chỗ nào anh ấy làm anh có kinh nghiệm thì nó lành, cái chỗ nào anh ấy chưa làm thì nó bị lỗ. Cho nên ở những cái lĩnh vực anh ấy chưa làm thì nó không hình thành kinh nghiệm, giống như là cái lỗ thủng của cái quần jean ấy, cho nên tính hệ thống nó không có. Mà của cải thì giảm, mà con người lại càng tăng. Cho nên để tồn tại được thì cái phần biết ta này, cái phần biết mình này, nó lại đòi là của cải sẽ rơi vào túi cái anh tư duy logic, là tư duy có tính hệ thống, làm cho cái não mình nó trở thành cái quần không có lỗ thủng. Còn cái anh kinh nghiệm, chỗ nào kinh nghiệm anh rất giỏi, chỗ không có thì anh ấy trở thành là 91 giống như 19. Còn cái anh có học, cái tư duy nó mang tính hệ thống rồi đấy, và nó đạt được cái chỉ số logic của nó. Cho nên một phong trào cán bộ trẻ xuất hiện, và người trẻ người ta đạt được cái chỉ số đó trong mọi tình huống khi giải quyết vấn đề. Nhưng mà cái anh tư duy logic thì cái phần kỹ năng nó bị thiếu, cho nên cuối cùng là người lại tăng, của cải lại giảm. Thì tư duy logic chỉ kiến thức không, không đạt, thì nó chuyển sang một cái vùng. Cho nên không ai phát minh ra đâu, thị trường nó đòi hỏi, thì nó chuyển sang tư duy sáng tạo. Cái chữ sáng tạo này nó được cấu tạo bởi một cái logic như thế này. Một là logic nó sẽ bằng thế, nhưng nó cộng với sự khác biệt. Cho nên là nếu anh học xong mà anh không khác với người thầy, anh mang nguyên thầy anh ra, anh mang nguyên kiến thức ở anh ở Pháp về anh vận dụng, anh chết ngay. Đấy, cứ mang ra mà phải vận dụng vào đúng cái bối cảnh này. Khác là khác với chính mình ngày hôm qua, tức là não phải hoạt động liên tục, không được lặp lại cái mình đã có. Khác là khác với bạn mình, tức là khác với người khác. Khi anh đạt chỉ số như vậy thì cái chữ sáng tạo nó xuất hiện. Sáng tạo là khác biệt, khác với ba cái người khác này, chứ không thể nói chung chung được. Mà điều đó ai giúp chúng ta? Chắc chắn là ngoài vận động của mình, nó phải đạt được chỉ số có học này. Cho nên tôi muốn nói cái sự học là thế. Biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng trên nền tảng bối cảnh. Nhưng trước hết, muốn biết ta, biết lựa bối cảnh thì phải biết mình. Mà muốn biết mình thì phải đạt được chỉ số tư duy. Thị trường nó đòi khốc liệt mà các bạn lại chưa va vấp. Các bạn nghe tôi mà với tư cách lý thuyết suông thì các bạn nghĩ tôi lý thuyết suông, các bạn thua. Tư duy sáng tạo mà còn không tồn tại được. Cho nên nó lại phải chuyển sang cái vùng thứ năm, đó là tư duy đột phá. Và đấy là cái chữ rất sáng tạo của nghị quyết 13 mà Đảng đưa vào. Tư duy đột phá chính là bằng tư duy logic. Anh phải học, học ai, học thế nào tí nói. Xong anh cộng với sự khác biệt, anh cộng xong thì nó ra sáng tạo. Sáng tạo mà còn chưa tồn tại được. Bây giờ tôi phải là sáng tạo là khác biệt, nó phải là khác biệt của khác biệt. Cho nên nó cộng với sự độc đáo. Cho nên là nó đòi cái nhân sự ấy, não phải hoạt động liên tục trên một nền tảng của cử nhân, của thạc sĩ và của tiến sĩ, để nó đây bằng thiệt mà ý ra không tồn tại được. Như vậy ngày hôm nay nó đòi cái chữ mình ấy là cái này. Tôi hỏi các anh chị tự dưng à, không kêu ca gì được. Đấy là cái biết mình đầu tiên. Cái biết mình thứ hai, hãy biết mình đã rồi hãy nói đến chữ ta. Đó là gì? Trên nền tảng tư duy này, nó phải biến thành cái cơ bắp nội hàm, thì nó có một cái tam giác nữa, một con nhím nữa. Bên này là sở trường. Hãy làm những cái gì mình tốt nhất
trên cái nền này. Thứ hai là đam mê. Hai phạm trù này là hai cái bài học mà ở cấp phổ thông ấy, người ta giúp các bạn. Nhưng ở trường phổ thông nhà mình có giúp được không thì bạn tự phải làm. Và người ta sẽ bổ sung cái khuyết này, hai cái việc này. Và thứ ba là năng lực. Ở cái não tư duy đột phá, ở cái cơ bắp là năng lực. Năng lực, hãy chọn năng lực mà mình đam mê nhất và sở trường nhất, thì bạn lại có một cái tam giác biết mình ở đấy. Còn kia là tam giác thành công, tam giác một. Kết quả, ý số 3 mà tôi muốn nói. Vậy thì biết mình là biết cái gì? Biết mình là biết tư duy, biết mình là biết sở trường, đam mê và năng lực. Bây giờ ý số 3, vậy thì năng lực nó gồm cái gì? Năng lực nó là ba cái thành tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai cái này nó tạo ra cái chữ trình độ. Và thái độ nó quyết định cái trình độ. Và thái độ nó là ý chí, nó là kiên trì, nó là khát vọng, nó là trung thực. Vậy thì cái này lấy ở đâu đây? Cái này lấy ở đâu đây? Lấy ở năm người thầy, tí tôi nói. Nhưng mà mỗi thầy có một đặc trưng. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi đang nói về sự học, các bạn phải học đã. Học để làm gì? Để nâng tư duy và nâng cái năng lực bản thân. Chưa kể mình phải tìm kiếm sở trường và đam mê. Và cái năng lực thì nó là cấu tạo của kiến thức, kỹ năng và thái độ. Kiến thức nó chia thành 6 cấp, kỹ năng nó chia làm 5 cấp, và thái độ nó chia là 5 cấp. Biết, có anh học xong chỉ biết thôi, cho nên cũng là tiến sĩ đấy chứ đừng nói cử nhân. Hiểu, nói như thánh, cũng làm đi. Làm như hùng hục vất, làm nhưng mà làm trên nền tảng phân tích. Phân tích được một miếng, nó đòi là tổng hợp. Như vậy, đến đây chúng ta có 5 tiến sĩ, nếu là cái ngạch của tôi. Tiến sĩ chỉ biết thôi, sau đến tiến sĩ hiểu, sau đến tiến sĩ làm, sau đến tiến sĩ phân tích rồi mới làm, sau đến tiến sĩ đã làm phải đạt nhiều đích mới làm. Và cuối cùng là năng lực đánh giá. Cái gì à? Tôi ngồi trên tôi có thể phán được, tức là năng lực sáng tạo. Kỹ năng nó 5 bậc, bắt chước, thế là giỏi lắm rồi. Tự làm, cứ nhìn cái cô nấu cơm thì biết. Tự làm xong rồi thì mình đem mình mới thành thạo, nhắm mắt cũng làm được. Xong đến phối hợp. Phối hợp với kẻ khác khó lắm, đặc biệt cái người thấp cơ. Sau đó đến sáng tạo. Tôi làm không giống ai về kỹ năng. Tôi có thể biến một cái đồ chơi thành một đồ chơi khác, trẻ con cười khác khác khác. Ok. Vậy thì nó sẽ xét về kỹ năng, nó có 5 loại tiến sĩ. Tiến sĩ chỉ đi bắt chước, nói về kỹ năng tay chân. Tiến sĩ tự làm, tiến sĩ giỏi bên này mà lại làm thành thạo luôn. Tiến sĩ có thể phối hợp được. Thế còn về thái độ, ý chí khát vọng của con người cũng khác nhau. Bên này là lắng nghe. Lắng nghe xong về áp dụng. Áp dụng xong rồi á là thành quan điểm riêng. Xong đó là khi có quan điểm riêng nó mạnh đến mức chi phối được người khác. Và cuối cùng nó là cái mức sáng tạo, tức là tạo khác biệt. Vậy thì thưa các anh chị, một nhân sự nếu xét về năng lực thì người ta có loại nhân sự 1 1 1, người ta ký hiệu nhân sự thế, 3 2 1. Ví dụ nhân sự 1 1 1 là trình độ biết, kỹ năng bắt chước, thái độ chỉ ở mức lắng nghe thôi.
Còn nhiều ông đạt cái chỉ số này 1-0-0 mà cầm bằng trong tay. Vậy thì tí nữa nó quyết định cái người học phải học cái gì. Nhưng mà đầu tiên ấy, tôi muốn nói với các anh chị, muốn thành công tôi nhắc lại ba yếu tố: mình, ta và bối cảnh. Muốn biết mình là ai thì phải có đam mê, sở trường và sáng tạo. Đam mê, sở trường và năng lực. Muốn có năng lực thì năng lực là một phạm trù, nó quyện vào nhau bởi ba thành tố, nó quyện vào một công việc. Đấy, thì đấy là ý số 2. Bây giờ ý tiếp theo, để có được những cái như vậy thì làm thế nào để có, thì người ta tiến hành phải học. Anh không học, anh không thể có được kiến thức, kỹ năng, thái độ với cấp độ. Thế thì bây giờ học, tôi nói nôm na, nếu hỏi bây giờ tôi nói trước, học nó có ông thầy trên bục. Thầy trên bục có thầy trung cấp, có thầy đại học, có thầy thạc sĩ, có thầy tiến sĩ. Học bạn mình, cứ 3 người đi với mình thì có 1 người bạn. Học chính mình, 7 lần ngã, 8 lần đứng dậy thì thành công. Mỗi lần ngã là một ông thầy. Đừng để phí ngã. Tiếp theo là học, học sách và internet. Các bạn ạ, tiếp theo là học cái thần tượng. Tôi đá bóng, tôi sẽ đá rất giống Messi nếu tôi thần tượng Messi. Như vậy đời có 5 cái ông này, nhưng mỗi một ông nó có một cái góc nhìn và một cái tạo ra. Riêng cái ông thầy trên bục người này, thì nếu chúng ta cấp thì nó đạt chỉ số kỹ năng rất tốt. Tôi chưa nói thái độ. Nếu anh đã học đến mức đại học thì đại học nó là quá trình tạo ra kiến thức và truyền bá kiến thức. Cho nên anh học đại học thì anh sẽ có kiến thức tối thiểu cấp độ 3. Cấp độ 3 là cái gì? Các bạn quay về cái vế lúc nãy mà xem. Đại học kỹ năng, nếu là trường chuẩn, anh sẽ có kỹ năng cấp độ 3. Về thái độ hành vi, anh sẽ có thái độ cấp độ 3. Còn những thứ này nó sẽ bổ sung cho các anh chị cái cấp độ, chứ nó không tạo được cái tính hệ thống này. Còn nếu anh học trung cấp rồi cuối cùng anh cũng phải học lên nữa. Chứ còn những người người ta thành công mà người ta lại không qua cái này, người ta vẫn thành công, tí tôi nói, nhưng họ thành công ở mức nào thì đạt cái chỉ số trung cấp thì họ lại không đạt được cái mức này, rồi họ lại phải quay cái này. Còn nếu là thạc sĩ, đúng của nó 3 cái này là 4 4 4. Còn đã là cấp tiến sĩ, nó phải đạt 5 5 5. Nếu tiến sĩ không đạt chuẩn này thì rõ ràng cái hiện tượng tiến sĩ giấy hay là quần chúng tiến sĩ nó xuất hiện. Cái chuyện ấy tôi không bàn đây. Anh muốn sống thì anh cầm tiến sĩ thật, đại học thật. Như vậy, kết luận lại cuối cùng của tôi ở cái phần để tồn tại được, thì các bạn nên hình dung rằng ấy, tôi muốn kết luận với các bạn một cách rất ngắn gọn thế này. Nếu không học đại học, mất 1 người thầy, mà người ta chứng minh thiếu 5 người thầy không thành công, bất kể là học sinh hay giáo viên ở đây. Thứ nhì, nếu không học đại học, bạn có thể vẫn thành công, nhưng đại học, học đại học ngay khởi điểm, nó cho bạn đến thành công với con đường ngắn nhất. Vậy thì bạn nào chưa có điều kiện, hoặc là do chưa đủ độ chín, thì bạn hãy học trung cấp, hoặc chưa đi học thì bạn sẽ học 4 người thầy còn lại, rồi bạn vẫn phải qua cái tính hệ thống này. Cho nên là đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng nó là con đường ngắn nhất. Hãy chú ý điều đó. Kết luận thứ ba mà tôi muốn kết luận: đại học là con đường ngắn nhất, nhưng nó có chữ nếu. Cho nên khi không thỏa mãn chữ nếu thì các bạn thấy một số người tiến sĩ cũng không thành công vì nó không đạt được chữ nếu. Cái nếu số 1 đó là người học và cái sự học phải đạt.
Điều kiện thứ hai là cái người dạy, tức là cái trường ấy, thì nó phải đạt được, nó đạt được cái chuẩn. Chuẩn ở đây là anh phải đào tạo ra cho tôi 3-3-3 kiến thức cấp độ 3, kỹ năng cấp độ 3 và thái độ cấp độ 3. Nếu bạn chọn nhầm hai cái này thì cái sự học đại học chưa chắc đã là con đường ngắn nhất. Ý 1, bây giờ sang ý 2. Tôi chứng minh với các bạn, một cái trường mà có thể đào tạo ra cho các bạn con đường ngắn nhất, tính hệ thống rất đạt, nếu cái trường đại học này người ta trải rồi, nếu chuẩn thấp nhất, chuẩn châu Á, thậm chí chuẩn Đông Nam Á, AUN ấy, là phải 11 chuẩn. Các bạn ạ, đó là chuẩn đầu ra, đó là chương trình đào tạo, đó là chuẩn ông thầy, đó là chuẩn đầu vào của sinh viên, đó là chuẩn hạ tầng, đó là chuẩn nâng cao chất lượng, và đó là cái chuẩn cuối cùng ra trường có người nhận liền. Ứng với Đại Nam thì tôi tiếp nhận ở đây, tôi dám nói là bởi vì tôi nghiên cứu thì tôi thấy Đại Nam các chuẩn ok. Tôi nói tôi chịu trách nhiệm chứ. Thứ hai là ngoài ok thì Đại Nam có mấy cái chuẩn rất tốt. Chuẩn đầu ra, chuẩn đội ngũ, chuẩn chương trình, và cái phần trội của Đại Nam là chuẩn ngoại ngữ. Một công cụ tuyệt vời. Cho nên là bây giờ tóm lại, hai ý này là kết luận. Anh không học là anh chết. Học phải đủ 5 người thầy. Học đại học là ông thầy hệ thống hóa tốt nhất và đưa cho bạn đến con đường nhanh nhất, chứ phải cũng phải con đường duy nhất. Và cái người dạy phải đạt chuẩn cộng với sự học. Vậy thì cái sự học là thế nào? Sự học nó chia làm hai điều kiện. Thầy rất là tốt, chương trình rất là tốt. Các anh chị ạ, toàn bộ có thể đào tạo ra bạn, nhưng mà cái người học ấy thì nó có điều kiện cần. Đầu tiên anh phải có mục tiêu. Cho nên lúc nào từ lúc bé các thầy cô cũng nói động cơ học tập, mà các bạn thì không hiểu. Bây giờ thì các bạn hiểu rồi. Mục tiêu tức là nó là tính khát vọng. Sau đó bạn tin nó, người ta gọi là niềm tin. Hai cái này là điều kiện cần. Mất hai cái này thì toàn bộ quá trình học tốt nhất đừng học nữa. Bởi sao? Bởi vì hai cái này nó tạo ra động lực. Người ta ngây thơ ở chỗ động lực là sinh ra từ vỗ tay, động lực là sinh ra từ tiền lương, động lực sinh ra từ vào lớp hô hoán xong đấm lưng cho nhau. Đấy là cảm hứng nhất thời. Động lực nó chỉ sinh ra từ chính cơ thể mình mà thôi, chứ nó không ở bên ngoài ấn vào được. Khi anh nhận thức được rồi thì cái sự học nó bắt đầu. Học không biết mệt mỏi bởi vì anh tin vào cái điều mà mục tiêu anh có. Không tài nào truyền được cái này. Cho nên là các bạn ạ, à, để làm được cái điều này thì nó thông qua một cái công cụ, nó gọi là công cụ tự kỷ ám thị. Cà phê một mình, mình tự khen mình, cần gì phải ai khen. Điều kiện cần, cái sự học của chính mình. Sau khi mà mình có động lực rồi, kiểu gì mình cũng yêu học thì không có cái lý gì mà tính hệ thống và tính 333 không xuất hiện. Vậy thì cái sự học này bắt đầu này, đi học tức là kiến thức, sau đó là bắt đầu nó mới đạt tới. Từ học thì nó ra được tư duy. Tư duy để nó giúp các anh chị biến cái học ấy thành hành động. Sau đó đến kế hoạch hành động. Sau kế hoạch hành động đó là hành động. Đấy. Hành động điển hình là tính quyết đoán, làm. Bạn không có cái hai cái này tự đố bạn làm được. Đằng này lại cứ bắt người ta, xong kỷ luật người ta, là gò người ta. Trong khi đó cần giáo dục nhất cái này. Được đấy. Tiếp theo đó là nuôi dưỡng cái lòng tin, tức là người ta đòi cái tính kiên trì của vấn đề. À, sau đó là tính hợp tác, tức là hợp tác với cái nhóm trí tuệ của mình. Tiếp theo đó là quản trị cái cảm xúc lại, đừng theo đám đông. Tiếp theo đó là đẩy cái tiềm thức lên. Tiềm thức là bạn cứ làm mãi, nó chui kiến thức vào não, nó biến thành hành vi. À, tiếp theo đó là vượt qua cái nỗi sợ. Con người nó có 6 cái sợ. Sợ tổn thương, sợ già, sợ chết, sợ đụng chạm, sợ không ủng hộ, sợ bệnh tật. Khi anh vượt qua được thì
những cái thứ này nó gọi là cái cần. Bị ép thời gian với tất cả nhiệt huyết thì tôi nói với bạn một lần cuối cùng, đó là tôi nói ba cái ý trong cái tham luận này. Một, không có học không đạt tiêu chuẩn tồn tại. Hai, để học người học phải đạt. Và điều thứ ba là cái người dạy phải đạt. Tất cả cộng lại thì nó ra cái tham luận. Và tôi muốn nói dài lắm, các bạn nhìn là thấy yêu thương rồi, nhưng thôi, phải để cho nhiều người cùng tham góp nữa. Một lần nữa xin cảm ơn ban giám hiệu, hội đồng trường, đặc biệt xin chúc mừng các bạn, chúc mừng, rất chúc mừng từ trong tâm của tôi. Xin chào.